cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang ở ngay mũi tàu. Cái đường này là ngay chỗ Hòa Lộc anh chị ha. Cái hướng mà xe chạy bên tay phải bên đây là mình sẽ đi là vô Mỏ Cày Nam ha. Còn cái hướng bên tay trái bên đây thì là mình sẽ đi lên phà Cổ Chiên nè anh chị. Còn cái hướng mình đi thẳng luôn á là mình sẽ về cầu Hầm luôn ha. Sáng hôm nay thì em cũng đang có mặt ở huyện Mỏ Cày Bắc. Đây, bên tay trái bên đây là giờ em sẽ đi thẳng đến Hòa Lộc nè. Rồi bắt đầu là mình sẽ đi đến chợ Mỏ Cày. Lúc trước mà cầu Cổ Chiên mình chưa xây dựng xong á, thì nếu mà mình đi đường phà Cổ Chiên á là mình cũng sẽ đi con đường ở Mỏ Cày Nam bên đây. Khi mà cầu Cổ Chiên xây xong á thì người ta sẽ làm một cái con đường tiến tránh ở bên đây để mình đi cho nó tiện anh chị ha, mình khỏi có vào bên trong ngay chợ Mỏ Cày Nam. Con đường này thì bây giờ là xe ở bên Trà Vinh đồ, người ta đi ngang qua bên Bến Tre mình rất là nhiều anh chị. Nhưng mà có con đường lớn này thì mình đi nó cũng rất là tiện. Từ đây thì mình đi đến ngay cầu Cổ Chiên thì chắc khoảng gần 30 cây số nữa anh chị. Sáng hôm nay thì em sẽ đi đến chợ Mỏ Cày Nam để ghi hình xem những ngày cuối năm chợ Mỏ Cày buôn bán như thế nào anh chị ha. Sáng hôm nay thì nhiệt độ cũng tầm 22 độ cho tới 24 độ C, cũng tương đối là mát mẻ anh chị. Có mấy hôm trước mà Noel thì rất là lạnh, còn bây giờ thì nhiệt độ nó cũng giảm giảm, nó cũng tăng lên từ từ á, nên nó là cũng không có lạnh lắm. Xe container còn đi vượt mình hướng bên này. Con đường bên đây thì bây giờ người ta làm lên là đi rất là ngon anh chị. Tại vì bây giờ xe lớn rồi thì người ta sẽ đi cái hướng ở bên ngoài thì nhiều. Đây là chợ Hòa Lộc buổi sáng ha. Đây là như là một cái chợ xã thôi, tương đối là nhỏ. Ở bên Hòa Lộc bên đây là mình còn thuộc của huyện Mỏ Cày Bắc nha anh chị. Mình qua cầu Hòa Lộc, bắt đầu là mình sẽ đi đến huyện Mỏ Cày Nam. Đây là cầu Hòa Lộc ha. Ở phía bên kia mình cũng có một cây cầu Hòa Lộc đó anh chị, cũng bắt song song hai cây. Hướng bên kia thì là mình sẽ đi lên phà Cổ Chiên. Con đường này thì mình đi thẳng tới nữa là mình sẽ đi đến huyện Thạnh Phú. Sáng hôm nay mình sẽ thấy ở Bến Tre sương mù vẫn còn rất là nhiều ha. Ở Bến Tre mình thì bây giờ người ta còn bán dạng như là bán những cái hàng mà như là người ta chỉ có cây dù rồi đó anh chị. Cây dù người ta móc đồ lên người ta bán thôi, hoặc là người ta sẽ trải bạc ở dưới đất vậy này người ta bán á, là những người đó thì người ta sẽ bán chạy chợ rất là nhiều. Như là hôm nay thì có thể người ta bán ở chợ này, ngày mai có thể người ta sẽ đi một cái chợ khác ha. Giống như là người ta đi nhiều nơi để mình bán hàng nó sẽ dễ bán hơn. Từ đoạn đường này thì anh chị thấy người ta hay để một cái bàn ngoài đây nè, người ta bán là người ta bán cái bánh cúng anh chị. Đây, bánh cúng nước màu dừa, rồi các loại bánh ít.
chưa có con đường ở phía bên ngoài anh chị. Cái xe lớn người ta đi con đường này rất là nhiều, nên là nó hư đồ nhiều lắm. Lúc sau thì con đường ngoài người ta làm rộng lớn để cho xe lớn đi á, thì con đường này á bây giờ là đi rất là ngon, không có ổ gà ổ voi như lúc trước nữa. À đây là người ta bán cái bánh cúng nè ha, ta bó vô từng chục vậy nè. Ngày xưa mà từ ở bên chợ Bến Tre mà mình đi qua tới bên Mỏ Cày á, đi cũng rất là cực anh chị, đi cảm thấy rất là lâu. Còn bây giờ thì mình đi khoảng tầm khoảng chừng 20 phút là tới rồi. Nguyên đoạn đường này là người ta bán cái bánh cúng nó nhiều lắm anh chị. Bánh cúng thì ở trong cái nhân, ở trong cái bánh thì là nó sẽ có bột gạo và bột năng. Rồi cái bánh là không có nhân gì hết trơn á. Rồi cái bắt đầu người ta sẽ có cái lá chuối, người ta làm cái khuôn. Cái bắt đầu người ta sẽ đổ vào đó, bắt đầu người ta sẽ đem hấp. Qua cái bảng này là bắt đầu là mình đến huyện Mỏ Cày Nam rồi nè. À ngày xưa thì chỉ có là Mỏ Cày thôi, rồi lúc sau này thì người ta mới tách ra là Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc, tặng cho mình dễ quản lý đó anh chị. Tại vì huyện Mỏ Cày thì cũng tương đối rộng. Ở hướng bên này thì đa phần là người ta trồng dừa và người ta làm về những cái nghề là bên dừa xiêm á, dừa khô rồi đó anh chị, như là người ta bán dừa trái nè để lấy nước, hoặc là lấy như là dừa trái để người ta làm bánh làm mứt rồi đó anh chị. Còn ở phía Mỏ Cày Bắc á, thì bây giờ đa phần á, là người ta làm về cây giống là nhiều hơn. Cái hướng đó thì mình đi thẳng tới cái mơn Chợ Lách á, là cái nơi mà cây giống nhiều nhất ở Bến Tre mình rồi, nên là bây giờ thì bên đó ta làm cây giống, còn ở bên đây thì làm về nghề dừa ha. Ở huyện Mỏ Cày Nam á, thì mình có cái ở bên cầu Chợ Thơm á, ở bên đó thì có nguyên một cái con sông, hai bên thì người ta làm về nghề dừa không à. Về cây dừa ở Bến Tre mình á, là không có bỏ cái thứ gì hết anh chị. Cái gốc dừa mình cũng có sử dụng được nè, cái lá dừa, rồi cái trái dừa, gáo dừa, cái gì mình cũng sử dụng hết, sử dụng tất tần tật, không có bỏ cái gì là nói về dừa hết. Giờ này là cũng tầm 7 giờ rưỡi rồi đó, mà anh chị thấy sương mù còn rất là nhiều. Dọc đường những cái khu đất trống như vậy nè mà không thấy người ta trồng hoa tết nhiều anh chị. Chỉ có đi ở bên từ ngay chỗ xã Thành An đồ của Mỏ Cày Bắc á, mình đi dài lên á thì bắt đầu mình thấy người ta trồng hoa kiển đồ cũng nhiều. Còn năm nay ở Bến Tre mình thấy cũng ít, tương đối là ít, không có nhiều lắm. Dọc lề đường ha. Bên đây thì như cái điểm này là người ta chuyên bán về cây giống, cây cây kiển.
triển cũng nhiều ha. Ở bên đây là cũng có hoa giấy rồi nè, đây cũng hoa giấy ha. Mình cũng gần đến chợ Mỏ Cày rồi đây anh chị, bắt đầu là mình thấy buôn bán đồ nhiều hơn, thấy sung túc hơn ha. Các hàng quán mặt tiền bây giờ người ta bán đồ đồ rất là nhiều, gà nướng, vịt nướng. Đi khỏe re, không có gặp xe lớn nhiều. Sẽ thấy khác liền anh chị. Ở thị trấn của ở chợ Mỏ Cày. Ở chợ Mỏ Cày ở đây thì rất là đông đông đúc anh chị. Quán buôn đồ rất là tấp nập. Dọc bên đây thì có những cái quán cà phê người ta bán dọc ở con sông. Qua cầu Mỏ Cày. À, cầu Mỏ Cày đây thì nó hơi nhỏ nên là có lúc mà xe lớn người ta đi ngang thì dễ bị kẹt xe lắm. Đây ngược sáng nè. Qua tới bên đây bắt đầu là thấy đông đúc nhộn nhịp hơn nhiều ha. Hình em ghi hình nó hơi ngược sáng nè anh chị. Những con đường đây thì mình vào bên trong chợ Mỏ Cày vẫn được nè. Đây bên tay trái mình đây là cái đường vào chợ Mỏ Cày ha.
đây mình đi thẳng tới tí là mình sẽ đến ngay bến xe của Mỏ Cày. Còn con đường này thì mình sẽ vào bên trong xã Định Thủy đó anh chị ạ. Đây là bến xe Mỏ Cày đây. Bến xe Mỏ Cày. Con đường này thì đang làm nó hơi xấu. Vào Mỏ Cày thì con đường nó hơi nhỏ đó anh chị, nên là cái lượng xe đồ đi rất là đông, nên là cũng thấy nó cũng dễ bị kẹt xe đồ nhiều lắm. Nó cũng không có kẹt nhiều nhưng mà cũng như là mình nó hơi đi xe, cái lượng xe nó hơi lưu thông nó hơi chậm chút xíu vậy đó. Hai bên mặt tiền anh chị thấy người ta buôn bán đồ rất là sung túc ha. Tôi nói nhỏ nên là nếu mà xe lớn đi ngang là bắt đầu là giống như cái cổ chai, nên là nó hơi quá luôn, nó lưu thông nó hơi chậm tí xíu. Đây con đường này thì mình sẽ vào những cái khu phố. Đây là khu phố 2 của quyền Mỏ Cày. Lớn anh chị. Có dừa xin nè, bên đây bán bưởi da xanh. Bây giờ thì em sẽ đi kiếm chỗ gửi xe để mình cũng sẽ đi vào bên trong vào Mỏ Cày tham quan anh chị ha. Sẵn thì em cũng sẽ ghi hình một tí về chợ Mỏ Cày để chị mình cùng xem những ngày cuối năm